thủ môn Đặng Văn Lâm thua kiện, mất trắng 53.225 đô la Mỹ tiền lương. Đặng Văn Lâm gửi đơn kiện lên FIFA để đòi số tiền 53.225 đô la Mỹ đã bị câu lạc bộ cũ ở Thái Lan là Muang Thông United đơn phương cắt giảm. Tuy nhiên, thủ môn tuyển Việt Nam không có được kết quả như mong muốn. Trước khi chuyển sang Nhật Bản thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Cerezo Osaka, thủ môn Đặng Văn Lâm từng thi đấu cho câu lạc bộ Muang Thông United của Thái Lan. Thủ môn của đội tuyển Việt Nam gia nhập Muang Thông United từ tháng 2 năm 2019 với mức lương 16.667 đô la Mỹ một tháng nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, câu lạc bộ của Thái Lan đã đơn phương giảm 30% lương của Văn Lâm, tương đương số tiền 5.000 đô la Mỹ. Từ tháng 3 năm 2020, câu lạc bộ này chỉ chuyển cho Văn Lâm 11.667 đô la Mỹ. Chính vì vậy Văn Lâm đã gửi đơn kiện lên Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA để đòi lại số tiền 53.225 đô la Mỹ, tương đương 1,2 tỷ đồng. Số tiền này chia làm hai phần, 50.000 đô la Mỹ là số tiền 30% lương tháng bị cắt giảm trong 10 tháng, từ tháng 3 đến 12 trên 2020 số tiền 3.225 đô la Mỹ là 6 ngày lương từ 1 đến ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên tin buồn đến với Văn Lâm khi FIFA mới đây đã bác bỏ yêu cầu đền bù của anh sau khi tham khảo tài liệu do hai bên cung cấp. Theo đó, thủ môn sinh năm 1993 sẽ không nhận được khoản tiền nào từ đội bóng cũ sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. FIFA cho rằng Văn Lâm bị giảm lương từ tháng 3 năm 2020 nhưng đến ngày 21 tháng 12 mới gửi thư điện tử phản ứng việc bị trừ 30% lương. FIFA nhận định Văn Lâm vẫn nhận 11.667 đô la Mỹ trong 9 tháng mà không có than phiền gì với câu lạc bộ. Có nghĩa là Văn Lâm ngầm đồng ý và cho phép câu lạc bộ làm điều đó. Đáng chú ý trước đó câu lạc bộ Muang Thông United cũng gửi đơn kiện Văn Lâm và Cerezo Osaka lên FIFA. Theo đó, đội bóng yêu cầu thủ môn 29 tuổi đến bù 300.000 đô la Mỹ vì làm tổn hại thương hiệu đội bóng. Bên cạnh đó, họ còn yêu cầu đội bóng Nhật Bản trả 1 triệu đô la Mỹ cho phí chuyển nhượng. Thế nhưng FIFA cũng bác yêu cầu của Muang Thông United vì cho rằng đó là những đòi hỏi thiếu căn cứ. Mặc dù vậy, nếu không đồng ý với những quyết định từ fifa bản thân văn lâm cũng như câu lạc bộ muang thông united có quyền khiếu nại lên tòa án trọng tài thể thao cas